Mới đây nhất, Sơn Tùng MTP đã tung ra MV của chương trình 7 Minutes Day, nơi anh lần đầu tiên trình diễn hit mới Chúng Ta Của Tương Lai trên sân khấu live. Đáng chú ý, màn trình diễn này tuy xảy ra trước khi MV chính thức ra mắt, nhưng nó được Sơn Tùng và ekip đã giấu kín mãi, 2 tuần sau mới lên sóng vào ngày 23 tháng 3. Khỏi phải nói là không chỉ fan club Sky mà rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra háo hức như thế nào. Cái tên Sơn Tùng từ lâu đã là bảo chứng cho một sự kiện. Ngoài đẳng cấp của một ca sĩ có ảnh hưởng lớn, chàng trai gốc Thái Bình còn thể hiện được khả năng sáng tác ấn tượng với hàng loạt hit lớn như là Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Lạc Trôi. Nhưng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi Tùng Núi, biệt danh mà khán giả gọi Vui Anh, đạt được độ hot như hiện tại. Thậm chí anh im hơi lặng tiếng trong khoảng một năm, thì khi comeback vẫn nhận được sự chú ý rất lớn của truyền thông. Một trong số đó chính là khả năng trình diễn sân khấu được cư dân mạng ca ngợi là siêu đỉnh top 1 của showbiz Việt. Nhưng liệu tất cả là thực lực của Sơn Tùng hay do truyền thông bơm thổi lên? Lướt trên mạng xã hội, người ta có thể thấy hàng loạt mỹ từ được người hâm mộ tung hô dành cho màn comeback trên sóng live cực đỉnh của Sơn Tùng MTP. Ví dụ như phải công nhận bạn này là một tài năng thiên bẩm của một người nổi tiếng, hát hay, nhạc hay, hình ảnh đẹp, biết tạo hiệu ứng, chất. Chúc mừng em nhé, Sơn Tùng. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại cái gọi là ca sĩ thần tượng. Sơn Tùng đúng nghĩa là một ca sĩ thần tượng mà ở Việt Nam không có ai vượt qua được. Đỉnh thật sự, Estelle Stay với một sự ngạo nghễ tự tin không phải bàn. Một vị vua không cần ai phải phong tước nhưng ai cũng tự hiểu. Dễ nhận thấy kể từ khi debut cho đến nay, ca sĩ người Thái Bình luôn sử dụng phong cách theo hơi hướng K-pop. Đó cũng là điều dễ hiểu khi nền âm nhạc của xứ sở Kim Chi đã quá nổi tiếng và quá nhiều fan tại Việt Nam. Từ trang phục, cách make up cho đến phần trình diễn của Sơn Tùng đều rất đậm nét Hàn Quốc. Dễ thu hút các bạn trẻ, những người cũng cuồng nhiệt làn sóng Hallyu. Lần này lên sóng của 7 Minutes Day, Tùng chọn một bộ vest lịch lãm thể hiện sự trưởng thành. Tuy nhiên, ca sĩ gốc Thái Bình lại xem một chút cá tính với mái tóc dài được cột phía sau, một lọn tóc che trước mặt làm tăng sự quyến rũ. Visual này được các netizen khen là quá thần thái và đỉnh chóp. Thực sự trên sân khấu, Sơn Tùng là một nét khác biệt không lẫn vào đâu được, đó là chất hơi nổi loạn và điên một chút. Nắm trong tay nhiều bản hit, sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng phong cách thời trang ấn tượng. Mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả khó lòng rời mắt. Đó là những vũ đạo liên tục cùng với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Nhiều fan nhún vai bĩu môi đã trở nên thành thương hiệu của chủ nhân hit Lạc Trôi. Sơn Tùng luôn thể hiện sự ngông nghênh bất cần đời, làm cho fan cảm thấy ca sĩ này luôn rất tự tin và muốn tạo ra sự khác biệt. Nhưng điểm đặc trưng nhất của màn trình diễn đến từ Sơn Tùng, đó là các màn giao lưu với khán giả. Sự tương tác này liên tục, không ngừng nghỉ, ngay cả trong khi trình diễn bài hát vẫn tích cực hô to những câu như là Sky ơi, tay đâu, Sky chính là tên FC fan club của Sơn Tùng. Đặc biệt ca sĩ còn thường xuyên chêm vào các từ đệm, từ cảm thán như say yeah, oh yeah. Những lời hô này, đặc biệt là tiếng hô tay đâu đã được Tùng kết hợp hài hòa với từng con beat, tạo ra hiệu ứng nhịp điệu nghe vô cùng bắt tai, nâng cao sự phấn khích cho khán giả bên dưới. Có lẽ tuyệt chiêu này được anh học tập từ các nghệ sĩ quốc tế khi trình diễn live. Trên sân khấu 7 Minutes Day trình diễn hit mới Chúng Ta Của Tương Lai, Tùng cũng lặp lại các màn giao lưu khán giả bằng những màn chào hỏi và khuấy động cầu trường. Kết thúc bài hát, Sơn Tùng liên tục yêu cầu khán giả lặp lại tên bài hát và cuối cùng anh kết bằng lời khẳng định nổ trời luôn với Chúng Ta Của Tương Lai. Khán giả không ai có thể ngồi im mà hò reo liên tục không ngớt. Đến cuối cùng, Tùng Núi chào khán giả bằng pha cúi gập người, thể hiện sự trân trọng tình cảm mà tất cả đã dành cho mình. Quả là một sự khiêm tốn cần thiết đáng khen của chàng ca sĩ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Điều đó chứng tỏ anh không bị cuốn vào căn bệnh ngôi sao như một số nghệ sĩ trẻ khác. Sơn Tùng cũng là một ca sĩ khá chiều fan khi anh thường xuyên đem lên sân khấu những món quà và tung xuống cho người hâm mộ. Những điều này cũng góp phần tạo nên chất riêng của Sơn Tùng, khiến anh không bị nhầm lẫn giữa một dàn ca sĩ trẻ nổi bật của showbiz Việt. Một trong những hình ảnh điển hình của ca sĩ hit Chúng Ta Của Hiện Tại, đó chính là tour lưu diễn Sky Tour được tổ chức ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đêm diễn ở thủ đô năm 2019, ngay lúc mở màn, khán giả đã vỡ òa khi Sơn Tùng xuất hiện trên sân khấu với một chiếc xe cổ và bộ đồ màu trắng. Chi tiết này được phía Sơn Tùng chia sẻ từ đêm biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không vì thế mà khán giả không hào hứng. Thậm chí họ hào hứng hơn bao giờ hết thông qua những tiếng reo hò, huýt sáo, vỗ tay kịch liệt. Sơn Tùng gửi lời chào tới khán giả thông qua đoạn rap ngẫu hứng trên nền nhạc sôi động. Rap cũng là một khả năng khác của chàng ca sĩ đa tài này, mặc dù tất nhiên không thể so sánh với các rapper chuyên nghiệp khác. Lần lượt những giai điệu quen thuộc của Chạy Ngay Đi, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Lạc Trôi vang lên. Các ca khúc đều được phối mới với chất liệu EDM để khán giả có thể đứng dậy, quẩy hết mình cùng nam ca sĩ.
Lúc ấy Sơn Tùng đã là một chàng trai trưởng thành chững chạc, nhưng trên sân khấu anh vẫn thế, vẫn điên, ngông cuồng và cuốn hút người xem theo từng bước nhảy. Không nói nhiều, song Sơn Tùng vẫn rất duyên dáng, dí dỏm khi giao lưu cùng fan. Hành động xin phép uống nước của anh khiến người hâm mộ ồ lên thích thú. Đến khi khán giả đòi uống cùng, anh cũng chiều fan bằng cách chuyển tay xuống phía dưới hai chai nước. Khi tặng chai nước thứ hai, nam ca sĩ trêu: "Ai bắt được thì là hôm nay chúng ta có duyên với nhau. Nếu là con gái thì hãy đợi anh đến năm 30 tuổi. Nếu là con trai, chúng ta là tri kỷ." Hàng nghìn fan phía dưới một lần nữa gieo hò phấn khích. Ở buổi gặp gỡ khán giả trước đó, Sơn Tùng từng chia sẻ dự định kết hôn khi chạm mốc 30. Là đêm nhạc thiên về giải trí, không nặng yếu tố chuyên môn, chiều sâu, nhưng Sky Tour của Sơn Tùng vẫn có khoảnh khắc sâu lắng, cảm xúc thậm chí có thể khiến những fan chân chính bật khóc cùng thần tượng. Đó là khi đoạn video ngắn tái hiện chặng đường sóng gió mà Sơn Tùng đã trải qua được phát trên màn hình lớn. Tùng từng hoang mang với con đường mình chọn, từng đau khổ, stress vì những lời chê bai hay chỉ trích. Anh đã có lúc gục ngã nhưng rồi tự mình đứng lên. Từng hình ảnh âm thanh trong clip chân thực đến mức khán giả có cảm giác Sơn Tùng ngã thật, đang khóc thật. Khoảnh khắc ấy rất nhiều fan bên dưới đồng thanh hét lên: "Anh ơi đừng khóc, và bố mẹ tin mày, em trai tin mày." Trong vài năm trở lại đây, Sơn Tùng ít ra mắt các tác phẩm mới hơn. Anh cũng bỏ dần phong cách trẻ trung tuổi teen trước đây mà đang gây dựng hình ảnh của một tổng tài, vì Sơn Tùng đang là chủ tịch của công ty giải trí MTP Entertainment của riêng mình. Tùng mặc lịch sự hơn trong các sự kiện, chú trọng vào các bộ vest lịch lãm thể hiện sự già dặn và trưởng thành. Với đẳng cấp của mình, những show ở Sơn Tùng MTP luôn có một độ hot cực lớn. Đặc biệt các show ca sĩ này luôn có yêu cầu khá khắt khe, đó là tất cả khán giả phải nộp lại điện thoại cho ban tổ chức, tuyệt đối nghiêm cấm rò rỉ hình ảnh hay clip ra ngoài. Dù chỉ biểu diễn một bài hát, khán đài cũng đủ vỡ òa nhờ khả năng khuấy động sân khấu của Sơn Tùng. Nam ca sĩ khoe giọng live nội lực khác hẳn với khi nhá hàng Chúng Ta Ở Tương Lai kiểu acoustic. Ở thời điểm ca khúc chưa phát hành, các fan cũng kịp thời thuộc lời bài hát để fan chan theo Sơn Tùng không rớt nhịp nào. Biển light stick, sáng đèn không kém gì bất cứ một ngôi sao K-pop nào. Chưa kể sau còn cắm một điểm chú ý rất lớn, đó là sự xuất hiện của nữ chính trong MV Hải Tú, người tình tin đồn của Sơn Tùng, mặc đồ giản dị, ngồi giữa hàng ghế khán giả như một fan girl. Dù vậy cô nàng vẫn rất thu hút ánh nhìn với các màn đối đáp qua lại với chủ tịch càng khiến fan phấn khích hơn. Hải Tú cũng đáp lại sếp của mình bằng một cái nhìn rất trìu mến, tình cảm và đầy ngưỡng mộ. Với độ hot của mình thì chắc chắn giá cát xê diễn của chủ nhân hit Chúng Ta Ở Tương Lai không hề rẻ. Theo tiết lộ của một số người trong nghề thì giá đi hát một show của Sơn Tùng MTP không dưới 1 tỷ đồng, giá làm hợp đồng hình ảnh là 800 triệu. Vì vậy có thể nói giá book của anh chàng này luôn ở mức cao nhất của showbiz Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa Sơn Tùng MTP là ca sĩ hoàn hảo trên sân khấu, không một vết xước. Thực tế chàng ca sĩ sinh năm 1994 cũng hay bị dân tình bóc phốt khả năng hotline, lần gần nhất là màn trình diễn trong đêm chung kết của Việt Nam Idol năm 2023. Có thể thấy nam ca sĩ bị voice crack ở đoạn "Người cứ vội vàng, người cứ vội vàng". Giọng ca gốc Thái Bình sau đó đã có cách xử lý khéo léo, là hài hước tự khen mình hát hay thế, chết trái tim tôi mất. Điều này khiến đa số khán giả cảm thấy ngạc nhiên, bởi Em Của Ngày Hôm Qua là bản hit gắn liền với tên tuổi, được sao nam biểu diễn nhiều lần trên các sân khấu ca nhạc. Ngoài ra một vài ý kiến bày tỏ sự không hài lòng khi Sơn Tùng hát đè khá nhiều trên nền nhạc mở sẵn. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Có mấy đoạn hát bị phô vỡ mà fan vẫn khen hát hay. Mình chỉ nghe nhạc Sơn Tùng quay MV thôi chứ like không hiểu hay chỗ nào." Khán giả khác thì nói đùa: "Sếp né nốt cao như né người yêu cũ vậy." Một tài khoản thì nhận xét: "Không phủ nhận tài năng và thành công cho âm nhạc của Tùng, nhưng mà nói thật sếp hát like không ổn tí nào." Bên cạnh đó vẫn có nhiều bình luận tỏ ý cổ vũ, cho rằng đây chỉ là một sự cố của Sơn Tùng trên sóng trực tiếp. Giọng hát chưa bao giờ là tất cả. Ngôi sao không phải là người hát hay nhất mà là toàn diện nhất. Khả năng biểu diễn của Sơn Tùng quá đỉnh. Có lẽ rằng phong cách trình diễn của Sơn Tùng đòi hỏi rất nhiều vũ đạo, cho nên có thể anh chàng thường xuyên hụt hơi khi hát. Dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận rằng Sơn Tùng MTP là tài năng âm nhạc hiếm có của Việt Nam, với phong cách trình diễn khuấy động có thể xếp vào hàng số 1 V-Beat. Đó không chỉ là năng khiếu bẩm sinh mà phải trải qua rèn luyện, qua những vấp ngã khi bị chỉ trích với cả một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Điểm ghi nhận nhất từ Sơn Tùng là sự khiêm tốn, mặc dù đã được xếp bậc sao hạng A tại Việt Nam. Cũng trong chương trình Việt Nam Idol 2023, Sơn Tùng đã không giấu nổi cảm xúc khi MC nhắc đến câu chuyện từng dự thi chương trình. Nam ca sĩ đã che mặt và tự nhận đã trượt ngay từ vòng gửi xe. Thêm vào đó, anh cũng đồng thời gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Huy Tuấn, một trong những giám khảo cuộc thi. Anh gọi ông là người thầy đầu tiên của mình và khẳng định không có nhạc sĩ Huy Tuấn thì không có Sơn Tùng MTP của ngày hôm nay. Sự khiêm tốn sẽ giúp con người giữ đôi chân trên mặt đất, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở nên xuất sắc hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.